Xin chào tất cả các bạn đã đến với chương trình tư vấn du học Mỹ của công ty du học Tân Đại Dương. Và nhân đây thì Tân Đại Dương cũng xin chia sẻ với các bạn những điều mà bạn cần biết khi xin visa du học Mỹ. Đầu tiên đó là về mục đích chính của việc xét visa, đó là lãnh sự quán muốn đảm bảo rằng các ứng viên sang Mỹ sẽ đúng mục đích học tập và sẽ đủ điều kiện học tập tốt tại Mỹ. Chính vì vậy, trong việc phỏng vấn xin visa du học Mỹ, lãnh sự quán tập trung vào 4 vấn đề về tài chính, kế hoạch học tập, năng lực học tập cũng như là ràng buộc trở về Việt Nam. Đầu tiên đó là về hồ sơ tài chính, thì lãnh sự quán muốn xem xét ứng viên có đủ khả năng chi trả trong suốt quá trình học tập tại Mỹ hay không. Trong bộ hồ sơ này thì ứng viên chỉ có thể đưa ra được hai điểm quan trọng, đó là thu nhập của người bảo trợ tài chính và tài sản đủ giá trị đảm bảo tài chính. Điều thứ hai mà Tân Đại Dương muốn chia sẻ với các bạn đó là kế hoạch học tập. Điều này cũng là một yếu tố quan trọng giúp cho bạn giải trình về quá trình học tập của mình, những lựa chọn về trường học, ngành học phải phù hợp với nền tảng học vấn, tình hình gia đình, xã hội của ứng viên. Các lựa chọn phải tương ứng với nhau, với kế hoạch nghề nghiệp, khả năng chi trả. Ứng viên cần tránh sự xung đột giữa các vấn đề mà mình nêu ra với lãnh sự quán. Và điều thứ ba đó là năng lực học tập. Chính khả năng tiếp nhận các kiến thức trong quá trình học tập tại Mỹ để chứng minh năng lực tiếp thu của mình thì các ứng viên có thể thông qua học bạ cấp 3 hoặc bảng điểm đại học. Để nâng cao tỷ lệ có visa thì các bạn có thể đưa ra các bằng cấp chứng chỉ về ngoại ngữ của mình để chứng minh là mình đủ khả năng học tập tại Mỹ. Và điều cuối cùng mà Tân Đại Dương muốn chia sẻ với các bạn đó là ràng buộc quay trở về Việt Nam sau khi kết thúc khóa học. Điều này có nghĩa là bắt buộc vì hiện tại thì Mỹ đang hạn chế việc nhập cư và các ứng viên sẽ đưa ra các bằng chứng lập luận để chứng minh là ràng buộc trở về Việt Nam sau khi hoàn tất khóa học như là kế hoạch sau khi học, ràng buộc gia đình, ràng buộc tài chính. Và nhìn chung thì theo Tân Đại Dương thấy thì để đạt được visa du học Mỹ thì học sinh cần chọn trường và khóa học phù hợp với năng lực học vấn của bản thân, sau đó đến kế hoạch học tập cụ thể và chuẩn bị nguồn dự trù tài chính cho việc học tại đây. Và một điểm quan trọng mà Tân Đại Dương cũng muốn xin chia sẻ với các bạn đó là cách để mà bạn chuẩn bị xin visa du học Mỹ như thế nào. Và đối với các ứng viên đáp ứng đầy đủ cả 4 tiêu chí này thì visa Mỹ sẽ không còn là vấn đề ngoài tầm với. Tuy nhiên thì để chắc chắn về việc cấp visa thì các bạn nên biết cách trả lời một cách chân thật và khéo léo về những thông tin đã cung cấp trong hồ sơ. Phỏng vấn xin visa là một phần rất quan trọng. Ngoài việc nắm vững các thông tin hồ sơ và tìm hiểu kỹ về kế hoạch du học thì các bạn còn phải có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và tâm lý tốt. Phần lớn ứng viên sẽ bị lỗi tại phần này do chưa có kinh nghiệm nên chuẩn bị không tốt và không biết cách đưa ra câu trả lời thông minh. Có được kết quả phỏng vấn visa du học Mỹ tốt nhất, các bạn nên học và tập dừng phỏng vấn trước để có được sự chuẩn bị tâm lý vững vàng. Và để được tư vấn chi tiết hơn thì cũng như là hướng dẫn các phỏng vấn du học Mỹ như thế nào thì các bạn đừng ngần ngại, hãy liên hệ ngay với Tân Đại Dương qua số điện thoại là 0838 3848 4879 hoặc là 0838 3848 2080, hoặc các bạn có thể lên trực tiếp tư vấn tại Tân Đại Dương qua địa chỉ là 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, hoặc là 902 đường Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Quý khán giả thân mến, trong chương trình Hành Trang Du Học kỳ này, Trúc Giang kính mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với anh Huỳnh Giáo Ngọc Khôi, là chuyên viên tư vấn đến từ công ty tư vấn du học Tân Đại Dương, sẽ chia sẻ cho chúng ta hệ thống các trường tại Mỹ, cũng như cách chọn trường khi đi du học tại Mỹ. Trúc Giang xin chào anh Khôi. Rất cảm ơn anh đã dành thời gian để tham gia chương trình ngày hôm nay. Và anh Khôi thân mến, nhiều học sinh hiện nay thì vẫn nhầm lẫn khái niệm college trong hệ thống giáo dục Mỹ là cao đẳng. Vậy thì anh có thể giải thích rõ hơn cho học sinh các tên gọi và bậc học tại Mỹ cho các bạn hay không ạ? Thực tế thì trong hệ thống giáo dục của Mỹ, hai từ university cũng như là college đều chỉ bậc đại học hệ 4 năm. Hệ college danh tiếng nhất là Liberal Arts College và hệ university nổi bật nhất là National University. Sự khác biệt giữa cái university và college ở tính chất và quy mô, Liberal Arts College thường có từ 2.000 đến 3.000 sinh viên, trong khi đó thì quy mô của National University là thường từ 4.000 cho đến vài chục ngàn sinh viên. Với university lớn, các em sẽ ít có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với thầy cô hơn, bởi vì rất là nhiều lớp học được giảng dạy bởi những trợ giảng, và đây trợ giảng là những sinh viên cao học tại trường. Trong khi đó, tại college
thì tỷ lệ giáo sư quan tâm sinh viên trung bình là 1:10, và điều này là rất thuận lợi cho sinh viên cao đổi với giáo viên. Liberal Arts College thường là chỉ tập trung đào tạo bậc đại học, không đào tạo cao học như là các trường National University. Cũng không nên hiểu nhầm các trường Liberal Arts chỉ chuyên đào tạo về nghệ thuật, bởi vì thực tế thì các trường này có chuyên ngành học đa dạng. Nhiều trường cũng có chương trình đào tạo kinh doanh hay là kỹ thuật tốt và phù hợp với phần lớn các sinh viên Việt Nam. Do không hiểu rõ về khái niệm trên, đó là nhiều bậc phụ huynh vẫn băn khoăn và hiểu sai lệch về giá trị bằng cấp của các college. Và cũng chính do cái sự nhầm lẫn này mà không ít các bạn học sinh Việt Nam đã mất đi cơ hội học bổng khi không nộp đơn vào các trường college. Mình chỉ nộp đơn nhắm vào các trường university mà thôi. Công ty Tân Đại Dương là một trong những công ty du học đầu tiên và hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập bởi đội ngũ các nhà quản lý và tư vấn du học có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục cũng như được tu nghiệp và đào tạo ở nước ngoài. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Tân Đại Dương tự hào là nhà tư vấn du học chuyên nghiệp cho các du học sinh tại các nước trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, Úc, Singapore, Anh Quốc, Hà Lan, Thụy Sĩ, v.v. Cùng với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp các dịch vụ uy tín và trọn gói cho ngành du học du lịch Mỹ, bao gồm xử lý trọn bộ hồ sơ đi Mỹ từ A đến Z, kể cả các hồ sơ khó, đã từng rớt visa hoặc không đủ tài chính. Tư vấn chọn trường tại tất cả các tiểu bang ở Mỹ. Chúng tôi tự hào là đại diện chính thức của hàng trăm trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông tại Mỹ. Hướng dẫn các thủ tục xin visa, chứng minh tài chính, hướng dẫn điền form, dạy phỏng vấn du học du lịch Mỹ. Khai giảng hàng tháng các lớp học phỏng vấn, đảm bảo cho học sinh có được sự tự tin trả lời được mọi câu hỏi của lãnh sự quán. Đặt vé máy bay, sắp xếp nhà ở, ký túc xá cho du học sinh. Với phương châm hoạt động là uy tín, chất lượng và mong muốn định hướng cho học sinh Việt Nam một nền giáo dục tiên tiến, môi trường học tập và sinh hoạt an toàn, Tân Đại Dương cam kết sẽ là người bạn đồng hành cùng học sinh Việt Nam trên đường tới chân trời tri thức. Mọi chi tiết xin liên hệ Công ty Tân Đại Dương chuyên du học Mỹ, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0838484879, 0989006890, website www.tandaiduong.edu.vn.